Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ là hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn đã tham gia vào một cái dự án mới có tên là Green Chain. Thì cái dự án này thì ngày hôm qua thì mình đã có cái thông báo cũng như là chia sẻ ở trên cái kênh cộng đồng cũng như là trên cái nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh rồi. Tuy nhiên thì mình chưa có cái video hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách đăng ký và tham gia khai thác cái đồng Green này. Thì đây là một cái dự án Green Chain thuộc layer 1 các bạn nhé, và cái đã có ví riêng và có NFT, và ở đây thì nó là một cái kèo, nó cũng tương tự như là một cái kèo khai thác cái đồng coin của ví vậy. Rồi thì trước tiên thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn các cái thông tin và cũng như là tìm hiểu thêm thông tin về cái dự án này để cho chúng ta cùng nhau hiểu hơn về dự án. Và đây là cái trang Twitter chính thức của dự án các bạn nhé, EVM Layer 1 này, Milling khai thác trên điện thoại. Dự án thì đã ra mắt vào tháng 2 năm 2024 và có tích xanh rồi các bạn nhé, và đã có 26.159 người theo dõi kể từ khi mà dự án ra mắt cái trang Twitter này. Đó, thì ở đây thì có rất là nhiều các cái thông tin, thì các bạn có thể là tìm hiểu nhé. Mình cái phần này thì mình không dịch được sang tiếng Việt, không hiểu sao, có thể là do cái trang Twitter của mình nó bị lỗi cho nên là mình không dịch được những cái thông tin này. Thì ở trên này họ có cung cấp cho chúng ta cái trang chủ nhé, thì chúng ta sẽ kích vào chúng ta xem cái thông tin ở cái trang chủ này. Green Chain tức là chuỗi xanh nhé, cách mạng hóa blockchain với trách nhiệm môi trường này, trao quyền cho một tương lai bền vững thông qua công nghệ chuỗi khối đổi mới, khai thác trực tiếp ở trên thiết bị di động của bạn một cách dễ dàng. Ở đây thì chúng ta khai thác ở trên rất là nhiều các cái phương tiện, đặc biệt là cho chúng ta khai thác ở trên cái ứng dụng điện thoại Telegram và Telegram nhé, và các bạn có thể là khai thác bằng cái bản APK Android. Ngoài ra thì cái bản ở trên Google Play cũng như là trên App Store thì hiện tại dự án đang gửi đơn đăng ký nhé và chưa được phê duyệt, thì trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ có app cả trên hai cái hệ điều hành luôn, trên Android cũng như là iOS chúng ta có thể tải. Còn hiện tại Android thì các bạn có thể là tải ngay cái ứng dụng mà là bản APK để các bạn cài lên, và nếu như các bạn sử dụng iPhone thì các bạn sử dụng trên máy tính thì các bạn có thể sử dụng luôn cái tải bằng cái ứng dụng là Telegram đó. Thì chúng ta sẽ tải ứng dụng Telegram và sau đó thì chúng ta kích vào link này, chúng ta sẽ đăng ký để chúng ta tham gia. Đó, rất là nhiều cái cách để chúng ta tham gia khai thác Green này một cách rất là phong phú. Giới thiệu về chuỗi khối xanh, giới thiệu một cách tiếp cận mang tính cách mạng đổi mới tiền kỹ thuật số bằng cách là kết hợp trách nhiệm môi trường và khả năng tiếp cận ở trên quy mô toàn cầu. Và ở đây thì có một số các cái giới thiệu thì các bạn có thể là tìm hiểu về các cái thông tin của dự án ở đây. Chủ yếu ở đây thì mình quan tâm đến đó là cái phần lộ trình thiết lập website vào tháng 3 năm 2024 này. Và hành trình bắt đầu về việc thiết lập trang web Green Chain vào tháng 3 năm 2024. Và phiên bản beta của ứng dụng Android vào tháng 3 năm 2024 này. Và phiên bản beta của ứng dụng khai thác Telegram vào tháng 3 năm 2024, ra mắt phiên bản beta ứng dụng khai thác Telegram xanh, mở rộng phạm vi tiếp cận hệ sinh thái. Và đây nó cũng là một trong những cái trend mà bây giờ đang khai thác các đồng coin ở trên ứng dụng là Telegram. Và phiên bản beta của ứng dụng Telegram iOS tháng 4 năm 2024, và ra mắt phiên bản beta của ứng dụng Green iOS, mở rộng phạm vi tiếp cận của hệ sinh thái và môi trường xanh ngang hàng quý 2 năm 2024. Và trên này thì còn rất nhiều các thông tin khác thì các bạn có thể tìm hiểu về cái dự án này. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tham gia. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đăng ký tài khoản tải app và khai thác ở trên Android trước, và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khai thác cái đồng Green này ở trên cái ứng dụng Telegram các bạn nhé. Thì cái link đăng ký tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì khi các bạn kích vào thì nó sẽ ra cái trang như thế này. Thì các bạn copy cho mình cái mã code nhé. Thì cái mã code này là cái mã mời của mình. Nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn có thể sử dụng cái mã mời của mình, hoặc các bạn có thể sử dụng cái mã mời của người khác. Rồi sau đó thì các bạn kích vào cái chữ Android APK nhé. Các bạn kích vào đây cho mình này. Đó, các bạn kích vào thì nó sẽ tải xuống cho chúng ta cái phiên bản. Các bạn lưu ý là bản APK này thì chúng ta chỉ tải cài ở trên Android các bạn nhé. Tất cả các hệ điều hành, tất cả các máy chạy hệ điều hành Android thì các bạn cài xong thì các bạn nhấn mở lên cho mình này. Sau đó thì các bạn nhấn cài đặt hoặc là cập nhật. Thì ở đây là mình cài đặt rồi cho nên nó sẽ có chữ cập nhật. Còn các bạn chưa cài thì nó sẽ có cái chữ là cài đặt.
Đó thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đăng ký tài khoản. Rồi như vậy là đã cài đặt xong nhé, thì các bạn kích mở lên cho mình này. Đó thì nó sẽ có cái giao diện như này, khá là xinh xinh. Thì các bạn tua đi cho mình. Sau đó thì các bạn kích vào account, tạo một cái tài khoản mới nhé. Rồi đến cái bước này thì các bạn kích vào cái nút tôi chưa có tài khoản để chúng tôi đăng ký nhé. Thì các bạn kích vào đây chúng ta đăng ký tài khoản này. Ở đây thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email. Đó. Rồi bên dưới là các bạn username thì các bạn ghi là các bạn ghi thế nào cũng được, viết liền không dấu, và sau này thì đó là cái mã mời của các bạn luôn nhé, thợ săn tiền ảo này. Ở bên dưới thì các bạn nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu. Rồi tiếp theo thì các bạn dán cho mình cái mã mời mà các bạn vừa copy lúc nãy, hoặc các bạn có thể là đọc và có cái mã mời của ai đó thì các bạn nhập vào đây. Đó thì đây là cái mã mời Thế Hùng Crypto, là mã mời của mình nhé. Thì các bạn nhấn vào nút đăng ký này. Ok, như vậy là đã đăng ký tài khoản thành công. Thì bước này thì sẽ gửi cho mail chúng ta một cái mã code nhé. Thì các bạn vào mail, các bạn lấy mã code các bạn nhập vào đây. Đây, các bạn copy cái mã code này cho mình này. Đó, các bạn nhập vào đây. Sau đó các bạn nhấn submit này. Ok, và sau khi các bạn đăng ký tài khoản xong thì các bạn nhập cái mã mời của mình thì bạn sẽ nhận ngay về cái ví của chúng ta là 1.000 cái đồng green nhé. Thì các bạn nhấn nút get start cho mình này. Rồi, các bạn lách đi cho mình, các bạn kích vào đây. Đó, thì các bạn sẽ vào cái giao diện như thế này, thì chúng ta sẽ bấm bấm đào luôn. Đây các bạn kích vào cái nút link now này. Đó, như vậy là chúng ta sẽ kích hoạt được cái máy đào của chúng ta. Đó, các bạn cứ kích lên. Đó, như vậy thì các bạn bấm đào rồi nhé. Và khi các bạn bấm đào thì các bạn sẽ có là 12.000 cái đồng green. Các bạn nhìn thấy ở trên này thì đang có 8.479 người đang online. Cái username của các bạn ở đây. Rồi, thì để lấy link giới thiệu bạn bè thì các bạn kích vào cái nút profile. Đó, thì các bạn kích vào cái phần Z này này. Đó, tiếp theo các bạn kích vào đây. Đó, các bạn copy link chia sẻ mời bạn bè tham gia. Các bạn lưu ý ở đây nhé, thì sẽ là có hai cấp này, cấp 1 và cấp 2 nhé. Thì khi các bạn giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ thấy được cái hai cấp ở đây. Rồi chúng ta sẽ hưởng cái Z2 cấp. Rồi các bạn kích vào nút mi link này. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đồng hồ đếm ngược nhé. Thì 24 tiếng sau thì chúng ta sẽ vào, chúng ta bấm bấm tiếp một cái phiên khai thác tiếp theo. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đào ở trên cái đồng green này ở trên ứng dụng Telegram. Thì các bạn cũng copy cho mình cái mã mời này, rồi các bạn kích vào cái có cái chữ Telegram này cho mình này. Đó thì các bạn nó sẽ tự động nó chuyển đến cái ứng dụng Telegram cho chúng ta. Đó thì các bạn kích nút Start cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn kích vào cái mi link nào, các bạn kích nút Start. Đó, nó sẽ chuyển đổi lên cái giao diện đào như này, y như là chúng ta đào ở trên cái app vậy. Rồi như vậy là cái ứng dụng mà Telegram mà đăng ký tài khoản ở trên Telegram khả năng là đang vẫn là bị lỗi nhé. Thì nếu như các bạn mà vào được thì các bạn vẫn đăng ký tương tự như ở trên cái app thôi, và cái cách đăng ký nó cũng như vậy, và đào thì nó cũng tương tự như vậy nhé. Thì hôm nay có thể là do cái Telegram nó lỗi cho nên mình không làm cái video hướng dẫn cho các bạn được cái phần tham gia đăng ký đào ở cái đồng green này ở trên cái ứng dụng là Telegram. À đây, bây giờ được rồi các bạn nhé. Thì các bạn vuốt này. Các bạn thoát ra, sau đó các bạn vào lại nó sẽ không bị lỗi. Nó vẫn bị lỗi các bạn. Rồi thì cái này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký sau. Rồi, ok thì video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.